Thưa quý vị, sáng nay, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống tỉnh Đồng Nai, trực thuộc Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh, đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống đầu tiên ra đời năm 2014, đến nay toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập được 7 câu lạc bộ ở các huyện Long Thành, Nhân Trạch, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh với tổng số hơn 590 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, tổ chức 23 đợt về nguồn cho gần 700 lượt hội viên và con cháu thăm lại chiến trường xưa, các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Tổ chức gặp gỡ giao lưu nói chuyện truyền thống thu hút hơn 200 lượt người tham dự. Công tác chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho hội viên cựu tù chính trị được quan tâm, hàng ngàn phần quà với số tiền hàng trăm triệu đồng được trao tặng để giúp đỡ hội viên, con em hội viên vượt qua khó khăn. Trong thời gian qua thì bản thân cũng tham gia rất là nhiều cái phong trào, cái phong trào của câu lạc bộ và chủ trương của các cô, các chú, các bác ở tỉnh hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy triển khai. Câu lạc bộ cũng xác định và luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như là giáo dục cho cái đội ngũ là hội viên của câu lạc bộ, là con cháu của cụ tù, phát huy được cái truyền thống cách mạng của gia đình. Câu lạc bộ này là dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy Đồng Nai. Là các chỗ, các cô chú rất quan tâm và chúng tôi là những người con tù nên luôn luôn phải giữ lửa truyền thống và phải học tập con cháu tù giữ vững truyền thống. Nhiệm kỳ 2023-2028, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống tỉnh Đồng Nai phấn đấu làm tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, công tác đền ơn đáp nghĩa và phát triển hội viên, trong đó tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đại hội đã tiến hành bầu ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống tỉnh Đồng Nai khóa mới gồm 11 đồng chí.